Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành cầu Cờ Đỏ và cầu Tây Đô, đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Trung ương và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, sự kiện đưa vào sử dụng hai chiếc cầu cờ đỏ tại Quyền Cờ Đỏ và cầu Tây Đô tại huyện Phong Điền hết sức ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ, đồng bộ với kết nối hạ tầng trên các tuyến đường tỉnh 919 và 922, 926 để thủ phủ miền Tây tăng tốc phát triển. Cầu Cờ Đỏ có tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng, cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư trên 225 tỷ đồng. Cả hai công trình này đều được khởi công vào năm 2022 và hoàn thành trước thời hạn vào năm 2024. Đây là các công trình thuộc dự án nhóm B, cầu giao thông cấp 3 đồng bằng, gồm hai nguyên đơn. Đến cuối năm 2022, hai cầu đã được thông xe kỹ thuật một bên nguyên đơn để phá dỡ cầu cũ để thi công tiếp nguyên đơn thứ hai. Việc khách thành đưa vào sử dụng các cầu đã giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông tại các huyện, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Cần Thơ.